hàng đa kênh và các cách để mình gọi là mình bán hàng trên các kênh thương mại điện tử hiệu quả. Rồi anh sẽ bắt đầu cái buổi hướng dẫn hôm nay ha, mình sẽ không đợi nữa, mình trục trặc kỹ thuật một chút rồi. Rồi chào các bạn ha, còn có một số bạn mới cho nên là anh xin giới thiệu lại, anh tên là Minh, anh là một trong bốn trainer của công ty mình. Thì theo như các bạn cũng biết là trưa thứ ba và trưa thứ năm hàng tuần là mình sẽ có những cái buổi đào tạo nội bộ. Thì nội dung của những cái buổi đào tạo này là mình sẽ xoay quanh những cái tính năng. Và cái mục tiêu của các buổi đào tạo nội bộ đó là không những các bạn biết tính năng nó có ý nghĩa gì, nó làm được những gì, mà các bạn cần phải biết thao tác nó. Và các bạn cần phải biết trình bày những cái điểm mạnh với lại cái khách hàng mục tiêu của mình. Cho nên rằng là yêu cầu của trainer dành cho các bạn trong những cái buổi đào tạo nội bộ là các bạn cần phải ghi chú lại những cái điểm mạnh và phải nắm được các thao tác. Để làm sao mà mình ngồi đối diện trước khách hàng để mình demo mình sẽ không có bị lúng túng, mình sẽ chuyên nghiệp nhất. Rồi chủ đề của mình ngày hôm nay là mình nói về cái câu chuyện là bán hàng đa kênh và các cách để mình gọi là mình bán hàng trên các kênh thương mại điện tử nó hiệu quả. Đối với GoSale của mình á, các bạn trả lời cho anh biết rằng là mình đang quản lý bán hàng những cái kênh nào mọi người? Rồi, cảm ơn em. Cái em trả lời là các gói. Còn anh đang nói là các kênh á, kênh bán hàng. Mời em ở phía xa xa. Tí, offline, chạy điện tử tại TikTok, xuất hiện là bạn trả lời nó bao quát hết luôn, mà vừa trực tuyến vừa offline, vừa thương mại điện tử vừa mạng xã hội, nói chung là bạn trả lời đúng hết rồi, nhưng mà nó chưa cụ thể. Cái kênh là gì, ví dụ như là bán tại cửa hàng là một nè, đúng không, bán tại cửa hàng truyền thống là một kênh nè, rồi bán hàng trên Facebook nè, bán hàng trên Zalo nè, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hiện tại nổi tiếng là gồm những sàn gì mọi người? Shopee, Lazada, TikTok, Gomo, sàn Gomo nữa. Cái gì cười? Ý em sao mà em cười? Không cười nha. Rồi trên website nữa. Thì đó là nhiều cái kênh bán hàng đúng không? Cái mà GoSale mình đang cung cấp ra cho khách hàng đó là Omnichannel, là bán hàng đa kênh. Thì ở cái bài này á, anh cần các bạn phải nắm được một cái định nghĩa cơ bản ban đầu, đó là mình đang đi theo hướng là Omnichannel. Một cái hướng còn là Multichannel. Các bạn có nghe nói rõ không ạ? Multichannel và Omnichannel. Multichannel là gì mọi người và Omnichannel là gì? Mọi người có ai nắm được những định nghĩa cơ bản này không? Ai biết trả lời nào mọi người? Các bạn online nữa. Anh mời em. Mời bạn nữ á, mời bạn nữ. Rồi, cảm ơn em ha. Em tên gì vậy? Bạn Ngọc La trả lời chính xác ha. Sorry mọi người là hôm nay các điều kiện kỹ thuật nó không được nhiều, được đầy đủ á, cho nên anh nói lớn lên lại cái câu trả lời của bạn ha. Là bạn phân biệt giữa Omnichannel và Multichannel. Multichannel tức nghĩa là một người họ cũng có bán rất là nhiều cái chi nhánh, họ xây ra nhiều chi nhánh, nhưng mỗi một chi nhánh của họ là họ tập trung vào một sản phẩm nào đó.
và họ phát triển riêng biệt, không kết nối các chi nhánh lại với nhau. Họ không có một cái, họ không, cái chiến lược của họ là họ không kết nối các chi nhánh lại với nhau. Đó, anh ví dụ, anh rất là thích thể thao, anh mở một cái cửa hàng chỉ bán đồ đá banh, và một cửa hàng khác nằm ở chỗ khác chỉ bán đồ chơi bóng rổ, và một chỗ khác nữa chỉ bán đồ chơi bóng chuyền, ví dụ như vậy. Và hầu như người ta đến một cửa hàng nào của anh là người ta chỉ biết là ông Minh ổng bán, ổng chỉ chuyên có một môn đó thôi. Đó. Còn anh Only Channel là sao? Anh mở một cái shop bán rất nhiều đồ thể thao, tất cả các môn trong một cửa hàng, và anh phát triển cái chuỗi đó rất nhiều chi nhánh ở chỗ nào cũng giống nhau hết. Và người ta đi đến đâu người ta cũng thấy được là anh phát triển rầm rộ và đồng bộ được tất cả các sản phẩm. Được không? Và cái anh đang muốn nhấn mạnh với các bạn rằng mình cung cấp giải pháp Only Channel đồng bộ tất cả các mặt hàng lại với nhau. À, đó là điểm mạnh nhất mà các bạn nắm được ở cái phần này. À, nhiều khi á, mình ngồi khách hàng, mình ngồi đối diện khách hàng, mình không phân tích được cái yếu tố này á, là họ cũng thấy chưa có đủ áp phê rồi. Tại vì sao? Tại vì ở ngoài kia á, có một số đối thủ của các bạn á, là họ chỉ phát triển theo một cái kênh nào đó thôi. Họ không có phát triển đồng bộ theo kiểu như vậy. Được ha? Cho nên rằng là nó mình cần phải phân tích ra được những cái điểm mạnh của mình ở chỗ này ha. Rồi, à, đến với bài này á, thì mình sẽ có những cái thông tin gì. Thì anh sẽ mở luôn cả hệ thống ha. Cái này thì lý thuyết quá, anh không có muốn dạy trong slide nữa. Anh sẽ đi vào cái hệ thống của mình. Mình đang tập trung vào cái câu chuyện là bán hàng và giải quyết những cái câu chuyện xung quanh bán hàng đa kênh. Thì đối với GoSell của mình á, thì bài ngày hôm nay anh tập trung vô các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Thì chắc là các bạn cũng đã làm quen với lại trang admin của mình rồi. Thì mình sẽ có được cái cách để quản lý được những gian hàng trên Shopee, gian hàng trên Lazada, gian hàng trên GoMo và TikTok. Mình nói GoMo cho nó nhanh, đó là GoMo là sản phẩm của công ty mình, nó cũng là một cái sàn thương mại điện tử ha. Có thể hiện tại nó chưa phát triển bằng những cái sàn khác thôi, nhưng mà bản thân anh cũng mong trong tương lai nó sẽ phát triển rực rỡ ha. Bất kỳ một cái sản phẩm gì của khách hàng mình thì mình đăng mua gói GoSell mình đăng lên thì nó cũng sẽ có tương tự một cái gian hàng trên GoMo. À, rồi, và ngày hôm nay mình sẽ tập trung vô ba cái chính, đó là Shopee, Lazada và TikTok. Hiện tại thì theo thứ hạng xếp hạng thì theo các bạn biết rằng là Shopee, Lazada, TikTok thì nào nhất, nào nhì, nào ba ta? Có biết sơ sơ không? Về mình nhất. Ai nhì? Bây giờ nhất là thôi mình biết rồi nè, bây giờ ai nhì mọi người? Nhất là GoMo. À, có bạn trả lời là nhất là GoMo, anh rất đồng ý. À, ok, nhưng mà thôi mình đâu nói nhất đâu, mình đang nói ai nhỉ? Lazada thì rồi, cảm ơn Nam, anh chỉ hỏi trong ba cái anh chàng này thôi, anh bạn trả lời dư quá. Rồi, bạn Nam thì trả lời là Shopee, Lazada và TikTok. À, còn bạn Ngọc Bích thì chat trên khung chat đó là Shopee, TikTok, Lazada. Thì ngay cái ngày hôm nay thì anh không biết xếp hạng như thế nào, anh chưa cập nhật ngày hôm nay, nhưng mà theo anh được biết xếp hạng cuối năm vừa rồi thì là Lazada đứng cao hơn TikTok, nhưng mà một chút xíu thôi. Anh nghĩ rằng là ở đâu đó nó cũng sẽ vượt thôi. Thì cái lý do tại sao mà nó phát triển nhanh như vậy thì mình sẽ tìm hiểu ở một cái bài khác, cái chủ đề khác ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu cái cách là mình hệ thống GoSell của mình quản lý những cái nền tảng này như thế nào. Rồi, mình sẽ đi từng cái ha. Đầu tiên thì là mình sẽ đi Lazada trước đi. Lý do đi Lazada trước là anh cũng có cái chiến thuật ha. Thì mình có nói với khách hàng của mình là cứ muốn kết nối và đồng bộ những cái gian hàng đó với GoSell thì ít nhất bản thân các anh chị đã là chủ một cái cửa hàng ở trên đó rồi. Chứ bây giờ mình không có hỗ trợ
từ A tới Z, từ ngay từ đầu là tạo gian hàng bên kia giùm nha, cái đó là nó nằm ngoài cái goal sale của mình, được không? Thì anh có ba cái shop rồi: TikTok shop, Shopee và Lazada. Đây, anh tạo ba cái shop rồi, các bạn rảnh thì ủng hộ anh nha. Đây, Lazada của anh đây. À, sản phẩm chính của anh là bán đôi giày đá banh. À, đó. Cái gì? Ủa, em chưa thấy giày đá banh 9 triệu bao giờ hả? Có đó nha. Giày của anh đang đá đó. Cười, không tin cả. Rồi, ok, bữa nào có bạn nào mà đi đá banh sẽ thấy đôi giày của anh. À, anh có được ba cái shop ở ba kênh này ha, và bây giờ anh sẽ kết nối ở cái kênh Lazada vào, tại vì ở trên cái trang của anh thì nó đang bị sai out cái kênh Lazada ra. À, anh sẽ kết nối chết rồi không nhớ bắt buộc. Đúng không ta? À, mừng quá, mình nhớ được password của mình. Rồi, anh vừa, các bạn thấy anh vừa mới làm thao tác gì ạ? Là khi mình vào, click vào Lazada, mình chưa kết nối gì thì nó có cái nút mà kết nối ngay đúng không? Anh bấm vào kết nối ngay thì việc của mình rất nhanh chóng, đó là mình đã có tài khoản Lazada rồi thì mình cứ đăng nhập thôi. À, đăng nhập bình thường. Rồi, khi mình đăng nhập vào á, thì mình sẽ có những cái thao tác như sau. A là mình sẽ thấy được thông tin tài khoản. À, nếu mình không muốn kết nối nữa thì mình bấm vô đây hủy kết nối. Được ha? Rồi, nó sẽ có hai cái dòng ở đây là mình đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng. À, bây giờ anh muốn đồng bộ thì anh click vô. Đồng bộ đơn hàng tức là nếu mà có đơn hàng nào mới, trước khi mà anh kết nối vô đây, nó có đơn hàng nào mới nó đổ vô thì nó sẽ đồng bộ. À, nào các bạn thấy không, lần cuối đồng bộ vài giây trước, tức nghĩa là hệ thống của mình với lại Lazada kết nối với nhau để kéo những thông tin đó vào. À, rồi cái sản phẩm và cái đơn hàng khi mình kết nối với bất kỳ thằng nào trên này nó sẽ coi như thế nào? Ở cái phần sản phẩm, quản lý tất cả sản phẩm thì các bạn sẽ thấy được cái cột đó là kênh bán hàng. Mà mình có thể lọc những sản phẩm nào được bán ở trên Lazada, ví dụ đó, thì nó sẽ ra những sản phẩm đang được bày bán trên Lazada. À, cái logo các bạn nhận ra mà đúng không? Rồi còn cái mà nó đang có hai cái logo luôn thì các bạn hiểu như thế nào? À, đang bán hai kênh đó, còn ba logo hai kính đó, đơn giản phải không? Hệ thống của mình rất tối ưu đúng không ạ? Nhìn nhìn rất dễ hiểu ha. Rồi, hoặc là mình có thể coi trạng thái ở tương tự như vậy ở bên Shopee thì như thế nào. Đây. À, rồi TikTok. Rồi, mình coi ở đây, quý vị Shopee á, mà mình có nhiều tài khoản á, thì mình chọn cái tài khoản là mình muốn coi thì nó sẽ hiện riêng cái tài khoản đó. Còn không mình coi ở tất cả tài khoản. À, anh ví dụ TikTok thì như thế nào? À, TikTok là anh chưa đồng bộ. À, đó. Rồi, anh vừa mới thao tác xong cái thao tác đó là cho các bạn kết nối với tài khoản Lazada xong, và sau đó các bạn thấy là những cái sản phẩm đã được đồng bộ. À, rồi còn đơn hàng thì như thế nào? À, mình sẽ vào cái tab đơn hàng để mình quản lý những cái đơn. À, mình sẽ lại tiếp tục sử dụng bộ lọc thôi. Những cái đơn hàng đến từ 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 Shopee chẳng hạn, anh ví dụ, hoặc là Lazada chẳng hạn. Anh search theo cái bộ lọc là đơn hàng đến từ Lazada và khung thời gian là tất cả thời gian từ lúc anh mở shop tới giờ. À, thấy anh bán đắt hàng dữ không mọi người? Có ba đơn hàng. Đó. Thì những cái đơn hàng đổ từ Lazada về thì nó có cái logo là kênh bán hàng ở đây. Rồi các bạn lưu ý ha, những cái mã đơn hàng này là mã đơn hàng
thật là từ các sàn này luôn nha các bạn nha, chứ không phải là mã đơn hàng định dạng kiểu như của GoSell mình. Nắm chỗ này nha. Rồi mình sẽ thấy được cái gì nữa? Thông tin khách hàng ở đây, cái người mua ở đây. À, rồi đó là đồng bộ về sản phẩm, đồng bộ về đơn hàng. Nắm chỗ này nha. Rồi tương tự như vậy, nó có một cái đồng bộ nữa, đó là đồng bộ về kho hàng. Đồng bộ về kho hàng nghĩa là gì? Là khi mình đăng ký cái kho hàng, những cái shop online này với kho hàng của mình, thì có người mua hàng ở trên những cái shop này, những cái cửa hàng, những cái gian hàng thương mại điện tử này, thì tự động hệ thống kho hàng nó sẽ trừ. Và mình trên vai trò là người quản lý, mình không cần phải đi đâu đong đếm cả, hệ thống nó cứ trừ. Và tất cả những cái lịch sử nằm ở trong cái đâu ạ? Muốn coi lịch sử hàng hóa thì coi ở đâu mọi người? Mọi người, các bạn, coi ở đâu? Click vào sản phẩm, rồi vô đâu nữa? Vô kho sản phẩm, coi ở đâu? Lịch sử tổng hợp chính xác đây ha. Đây, cứ ai mua bán hay làm cái gì đó nằm trong đây hết. Đó, tất cả những cái giao dịch đều nằm trong đây. Mình muốn kiểm chứng giao dịch nào, à, GoSell cũng show ra được những cái đó cho mình. Rồi anh vừa mới nói tới cái từ đồng bộ gì? Kho hàng. À, được chưa? Rồi một cái cuối cùng đó là đồng bộ khách hàng. Khách hàng mua hàng từ ba cái nền tảng Shopee, Lazada, TikTok cũng sẽ đổ vào hệ thống cho mình. À, khách hàng ở đây mình vào cái phần CRM của mình. Đây, khách hàng từ Shopee quá trời đây, nó sẽ có cái kênh bán hàng nằm ở đây. Mọi người thấy không? Đó, nó sẽ đổ vào đây cho mình. Được chưa? Rồi, nãy giờ anh nói tới bốn cái đồng bộ. Có bạn nào nhắc lại cho anh bốn cái đồng bộ là gì không nào? Đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng, đồng bộ kho hàng, đồng bộ khách hàng. Tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Đó là những lợi thế của mình. Các bạn cần nhớ những nó nha, những cái đó nha. Rồi tương tự như vậy với Shopee và TikTok. À, anh vào TikTok, anh sẽ vào TikTok để anh coi những cái sản phẩm. Rồi để mình coi, mình coi thông tin tài khoản thì mình sẽ vào cái phần quản lý tài khoản ha. Anh sẽ bấm tải về nếu có cái mới, và anh sẽ bấm đồng bộ nếu có cái mới. Đó. Rồi theo như thông tin từ team product thì là mình sẽ có những cái con số như sau và cần các bạn nắm, và anh chỉ muốn các bạn là người nhà với mình thì mình nắm những con số này. Đó là cái tốc độ đồng bộ cái đơn hàng á, và Shopee á, thì nó là ngay lập tức. Tức ngay là khi có khách hàng mua hàng đặt hàng á, thì Shopee đổ về liền. À, TikTok là khoảng gần 1 tiếng, và Lazada thì nó lâu hơn, khoảng 1 ngày. Nhưng mà các bạn, đối với những cái người mà đi bán hàng á, thì mình nếu mà mình muốn cập nhật real time thì mình cứ click vào những cái nút đồng bộ đây thì nó sẽ tự động nó đổ, nó sẽ kéo những đơn hàng về ngay lập tức sau khi các bạn click vào. Nắm được chỗ này ha mọi người. Rồi cái thời gian hồi nãy anh nói, tức là nếu khách hàng không click á, thì trong khoảng bao nhiêu đâu đó nó tự động nó kéo hết tất cả những cái đơn nó có thì đổ về. Còn nếu mình muốn cập nhật ngay lập tức thì mình bấm vô. Ok, nắm chỗ này ha. Rồi ở trong cái phần mà liên kết với TikTok á, thì các bạn lưu ý một chút ha, nó sẽ khác hơn so với ở cái Shopee và Lazada ở chỗ là các bạn lúc mà kết nối TikTok vào á, thì kết nối mình có tài khoản đăng nhập như bình thường, không có sao hết. Nhưng mà đến lúc mà muốn gỡ ra, mình muốn gỡ ra ở đây nè, mình muốn gỡ nó ra, thì các bạn lưu ý là ngoài cái việc là disconnect ở chỗ này ra,
mình click cái list connect á, thì mình phải vào cái trang ở trong bên TikTok này mình quản lý, mình quản quản lý để mình gỡ cái tài khoản bên trang này ra nữa ha. À, đó, thì nó khác một chỗ là đối với TikTok là các bạn phải gỡ bên trang TikTok nữa. À, thì nó sẽ có những cái liên kết như là đây nè, bây giờ các bạn đang thấy rằng là TikTok đang ủy quyền cho công ty mình đang quản lý cái tài khoản này của anh nè, nó đang có hiệu lực, thấy không mọi người? À, thì ngoài cái việc bên trang admin mình bấm disconnect ở đây đó, thì mọi người phải mình hủy ở đây nữa mới được, mới gỡ ra. À, lưu ý một tài khoản TikTok chỉ được ủy quyền được kết nối với một tài khoản của GoSell mình thôi, và ngược lại luôn. Các bạn hiểu được chỗ này không? Và cái câu anh nhấn mạnh ngược lại luôn á, tức nghĩa là một tài khoản GoSell cung cấp khách hàng chỉ kết nối với một tài khoản TikTok thôi, người ta không thể mang tài khoản TikTok đó đi kết nối với một tài khoản GoSell khác. À, nó thể hiện cái sự độc quyền ở chỗ này, nắm cái thông tin này nha. Rồi, bán hàng trên TikTok bây giờ có vẻ là rất là rầm rộ đúng không mọi người? Theo mọi người thì tại sao TikTok đang hot như vậy? Tại vì xem được review trước khi mua sản phẩm. Cũng đúng nha. Cái review đó là do cái người họ quay đúng không? À, còn gì nữa? Video đánh vào trọng tâm, chưa hiểu lắm. Nội dung ngắn, bây giờ người ta lười suy nghĩ lắm mọi người, lười suy nghĩ lắm, muốn thấy liền, muốn hiểu liền, muốn biết liền. À, đó là chỉ ngu thế. Rồi gì nữa? Giảm giá sâu. Giảm giá này không là do mình mà. Giờ anh đăng lên trên web, anh giảm 99% cũng sâu vậy. Càng vô hết luôn. Bây giờ phổ biến chính xác cũng đúng luôn. Cái cảm giác đó mọi người, cái cảm giác coi những video mình talk được tới cái sản phẩm luôn. Cái feeling mà lúc mà mình thấy được cái người mà diễn họ đưa cái sản phẩm ra. À, tại vì cơ bản TikTok nó phát triển là từ những cái video review, từ những cái review này. Đó, bây giờ người ta thấy nó quá tiệm cận, nó quá thật, cho nên nó chuyển qua để kết nối với việc bán hàng. À, TikTok là của nước nào ta? Đó. Ai biết? TikTok là phát triển từ nước nào đầu tiên? Trung Quốc, chính xác ha. Rồi, ok. Rồi, mọi người nắm vậy ha. Rồi, mình sẽ trở lại với cái mạnh nhất của mình, đó là Shopee. À, Shopee nó có một cái khác biệt ở chỗ này, đó là như TikTok hay Lazada á, thì chỉ quản lý được một tài khoản. Còn với Shopee, khách hàng của bạn có thể mua thêm cái quyền quản lý nhiều tài khoản. Ví dụ, các bạn thấy là anh đang có quản lý hai tài khoản đúng không? Đúng không? Thì bây giờ anh có thể mua thêm. Anh mua 50 mấy cái tài khoản luôn. Rồi anh quản lý mấy năm luôn. Đó. Rồi, cái lợi hại. Tại sao lợi hại ở chỗ này? Tại vì á, anh ví dụ nha. Mình có 10 cái shop ở trên Shopee. Mà có một mình em quản lý à. Em làm sao em quản lý đã hết thao tác ở trên 10 cái shop đó? Hả? Sử dụng vô sao? Hay quá, ok. Câu hỏi của anh là làm sao bạn quản lý top 10 top trên Shopee? Bạn trả lời là sử dụng GoSell. Tuyệt vời. Anh biết rồi, anh biết cái đó là tốt rồi. Nhưng mà mình nếu mà mình không sử dụng GoSell, mình có cách nào khác nữa không? Bây giờ ví dụ như là anh có 10 cái shop, anh đánh số từ 1 tới 10. Cái shop 1 anh có người vô đặt hàng, anh vô anh xác nhận đơn. Mà cùng lúc đó
Cái shop số 4 của anh có người vô đặt hàng, anh cũng phải xác nhận đơn đúng không? Bây giờ anh phải lấy điện thoại anh sign out, xong anh sign in cái shop số 4, xong anh xác nhận đơn, xong cùng lúc đó còn một lúc tới ba bốn shop có người đặt hàng, anh phải làm cái gì? Mua 10 cái điện thoại ai đó, phải không? Ít nhất mình vẫn có giải pháp đúng không, nhưng mà mua 10 cái điện thoại thôi, không kém không, không kém không. Rồi kể cả em có mua 10 cái điện thoại chăng nữa, em để đầy trên bàn nè, thì cái tỷ lệ sai sót với đọc hiểu thông tin giải quyết vấn đề khách hàng nó có chính xác không, nó vẫn có thể lẫn lộn đúng không mọi người, đúng không, bị rối đúng không. Đó. À, với Go Sale thì chúng ta sẽ quản lý được rất nhiều đơn hàng trên một nền tảng duy nhất, rất nhiều shop ha, cái đó nó rất tiện lợi, giúp cho khách hàng có được thêm nhiều không gian thời gian, tránh được những cái sai sót. À, em cứ mang cái ví dụ của anh hãy ra nói chuyện khách hàng thử, khách hàng sẽ hiểu, còn không là họ phải mướn người để làm cái công việc đó đúng không, thì cách nào thì cách họ vẫn phải chi thêm tiền đúng không các bạn, đúng không, mua 10 điện thoại hay là tuyển thêm ba nhân viên thì vẫn là chi tiền đúng không mọi người, đúng không các bạn, thì đó như vậy thôi, nhưng mà mình là tối ưu nhất và tránh được sai sót nhất. Aha, đó là cái điểm mạnh của mình. Rồi lúc nãy anh demo thì là đối với Shopee thì cũng không ngoại lệ ha, mình có thể vào để mình đồng bộ sản phẩm về từ Shopee, và chưa hết thì mình vẫn có thể đăng sản phẩm từ GoSale mình đẩy lên Shopee. Rồi ở bất kỳ sản phẩm nào thì ở ngay bất kỳ một cái sản phẩm nào ha, thì mình cũng có thể đẩy lên Shopee. Anh ví dụ như là cái này đi, cái ba lô đi, để anh chuyển anh bán ngay, nó đang ngừng bán, bấm lâu đi. Rồi ở bất kỳ một cái sản phẩm nào thì cái trang là cái trang thông tin sản phẩm đúng không mọi người, như bình thường các bạn đăng thôi, thì ở ngay cái góc bên phải phía trên này nó có các kênh mà sản phẩm thì đang bán ha. Thì mình muốn đẩy lên Shopee mình bán thì mình click vô đây, mình muốn đẩy lên TikTok mình bán thì mình click vô đây ha, click vô thì nó sẽ ra cái gì đây, ví dụ rồi nó ra một cái trang mà mình phải nhập những cái thông số để cho nó đồng bộ với lại những cái mà Shopee đang yêu cầu, được không? Cái gì vậy? Bạn đi quý gì yêu em cầu thì nhầm mất em cần nhầm cho em nhầm em nhầm em nhầm em nhầm em hình bấm anh nhầm vậy bạn quý ơi, em bấm nhầm em bấm nhầm bạn bạn quý dạ em bấm nhầm anh ơi anh decline nha, dạ có gì dạ muốn nói thì cứ mở mic nói trước nha bạn. dạ không không tại hồi nãy em bấm nhầm Anh decline rồi, anh biết là nhầm mà. Rồi đây, khi mình tạo sản phẩm thì việc của mình là mình quyết định tạo lên cái shop nào. Anh đang có hai shop Shopee đúng không bạn? Đây shop nào đây? Vân Phúc Shop hay là shop Ricky Minh? Anh ví dụ Ricky Minh đi. Đó anh chọn à. Mình chọn là mình sẽ đăng lên cái shop nào á mọi người, hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ mình kéo xuống, có thêm hình ảnh gì thì thêm nha. Rồi kho hàng. Nhập đầy đủ những thông tin này lại cho anh. Rồi, có bao nhiêu phân loại phải điền đầy đủ hết nha. Quan trọng là chọn danh mục. Có ai đã từng đăng bán hàng ở trên Shopee chưa? Các bạn. Có em rồi đúng không? Đó. Thì khi mà em đăng thì Shopee yêu cầu phải chọn đúng danh mục đúng không? Thì mình ở đây mình cũng tương tự như vậy. Đây chỉ là một cái bước khai báo cho nó hợp lệ với những cái công thức của Shopee thôi. Tương tự như vậy cho TikTok nha. Rồi nhưng mà TikTok nó gì khó hơn thấp bì á. Nó có cái chức năng đó. Rồi thì mình cần phải chọn cho đúng, ví dụ như cái của anh nó sẽ là gì nè, túi mình không biết, túi với nam thì nữ nữa, thôi cho nó là nữ đi. Đây, sau khi mình chọn túi với nữ xong thì nó sẽ ra một cái danh mục con, nó là túi bây giờ không có biết được ba lô rồi,
Đó, ví dụ vậy. Thương hiệu đó, sau khi mình chọn thương hiệu xong, anh chọn no brand, tức nghĩa là không có thương hiệu, là hàng tôi làm, hàng tôi làm, no brand. Rồi, bắt buộc phải nhập lại kích thước cho nó chính xác. À, đối với GoSell của mình á, thì có thể mình dễ dàng chỉnh sửa cái này, nhưng mà với Shopee thì như các bạn cũng biết rằng là họ liên kết chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển á, mình mà nhập sai những cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái trọng lượng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá tiền tiếp, cái điều đó là bất lợi cho shop của mình thôi, đúng không? Bây giờ ví dụ như cái gói hàng của em có bao nhiêu đây thôi mà em nghĩ là em ghi đại nó thành ra bự như vậy, cái như vậy người ta tính tiền thì nó mắc quá, thì có phải là ảnh hưởng tới cái doanh số bán hàng của em không? Nó không như shop A tôi mua cái hàng y chang có 20.000 tiền ship anh ví dụ thôi, mà mua shop của mình tới 80.000 tiền ship chẳng hạn vậy, thì ngu gì nó mua shop mình, đúng không? Cho nên rằng là những cái kích thước này cần phải chính xác để nó bảo vệ cái quyền lợi bán hàng của cái người seller. Rồi vận chuyển, như các bạn có thể thấy rằng ha, Shopee hiện tại đang có ba cái nhóm vận chuyển này đúng không? Nhanh, tiết kiệm, hỏa tốc. Các bạn có nắm được thông tin này không? À, hiện tại cái này nói thêm ơi, Shopee á, lúc trước á, thì nó có từng cái nhà vận chuyển riêng, ví dụ tên luôn. Cái người mua họ có thể chọn được nhà vận chuyển, ví dụ như Shopee Express hay là VNBot hay là nhà tiết kiệm gì luôn. Nhưng bây giờ nó che những cái tên đó, nó chia những tất cả những nhà vận chuyển thành ba nhóm. À, nhóm nhanh, nhóm tiết kiệm và nhóm hỏa tốc. Thì nhóm nhanh nó là trung tính nhất, nhóm tiết kiệm thì là rẻ tiền nhất nhưng mà giao hàng lâu lâu hơn, còn nhóm hỏa tốc là giao ngay lập tức nhưng mà đi kèm cái việc đó là giá tiền ship nó cao hơn. Thì tùy, thì ví dụ mình cái món hàng này mình áp dụng cho cả ba nhóm thì mình tích chọn ba nhóm. À, rồi sau khi các bạn điền đầy đủ xong xuôi hết thì bấm tạo thì nó sẽ đẩy lên Shopee cho mình. À, và ở đâu đó nó mất gấp khoảng một vài phút thôi, khoảng 1 đến 2 phút thì nó sẽ đẩy lên Shopee và khi đó nó sẽ đổ qua bên này cho mình. Rồi nó đẩy lên xong xuôi thì Shopee sẽ có một cái đội QC, tức nghĩa là Shopee vẫn hiện lên cho mình nhưng mà ở đâu đó ở bên đó sẽ có cái rule là họ sẽ kiểm tra những cái sản phẩm của mình và có thể nó nhắc nhở nhà bán hàng cần phải chỉnh sửa thông tin gì đó sao đó. Ví dụ như là các bạn thấy là đang bán đồ tùm lum hết đó, cho nên là những cái sản phẩm không phù hợp với shop nó xóa, nó khóa lại luôn đó. Đây là cái shop Shopee của anh này, thấy không? À, thay đó là mình vừa mới đẩy gọi là đăng sản phẩm lên Shopee từ GoSell, đó là những cái bước như anh vừa mới thực hiện, đúng không? Rồi về quản lý các đơn hàng đến từ các nguồn thì mình trên vai trò là seller thì mình cứ gọi là kiểm soát cái trang đơn hàng này thôi, đúng không? Khi có đơn hàng mới tự động nó hiện ra đây và nó trạng thái lúc nào cũng là chờ xác nhận. À, anh ví dụ cái đơn này của Shopee. Rồi bỏ qua cái trạng thái đơn đã hủy nha, tại vì tất cả những cái đơn của tụi anh đó là test thôi, anh không có muốn ảnh hưởng tới workload của các đơn vị vận chuyển cho nên anh test thôi chứ anh không có giao hàng thật, cho nên đa phần khi các bạn dự những cái buổi training này các bạn sẽ thấy là đơn nó hủy. À, rồi đơn đến thì như các bạn thấy ha, mã đơn hàng là mã đơn của Shopee nha, đây đó, nó cũng có đầy đủ thông tin cái đơn hàng. À, quản lý tất cả đơn hàng đến từ nguồn nó là như vậy. Rồi ở phần này có ai đặt cái câu hỏi nào cho anh ở những cái như anh vừa mới hướng dẫn không? Tất cả là anh không demo tới cái mức mà gỡ hết những tài khoản Shopee với TikTok ra để anh kết nối lại, tại vì nó mất một cái khoảng thời gian, nó cũng na ná như là Lazada thôi. Các bạn online, các bạn có đặt câu hỏi nào cho anh ở phần kết nối và đồng bộ đơn hàng, đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán hàng như là Shopee, Lazada, TikTok hay không? Nhiều hỏi là cái đơn hàng nó bắt buộc gì
Cái gì em? Xác nhận đơn hàng. Xác nhận đơn hàng có đồng bộ hay không là sao? Xác nhận. Anh chưa hiểu ý các bạn luôn. Xác nhận để giao hàng thì mình cũng giao. Thì mình xác nhận trên GoSell được hết mà. Khách mua thì rất tùy. Thì khi khách mua trên Shopee hay đổ đơn vào đây mình thấy các bạn có thể lên Shopee các bạn xác nhận vẫn được, chứ không phải là bắt buộc chỉ xác nhận ở đây, tùy bên nào cũng được. Nhưng mà tại sao mình lại chọn GoSell ấy? Tại vì nếu mà các bạn đang có rất nhiều shop các bạn cần quản lý trên một nền tảng duy nhất, đúng không, thì mình nên sử dụng tại để nó đồng bộ hết mà ha. À đồng bộ đơn hàng có chứ, có những đơn hàng chứ, đồng bộ đơn hàng. Rồi anh đọc chat ha, không biết các bạn có thấy được bạn chat không. À, có một bạn tên là Thanh Trung hỏi rằng là anh cho em hỏi là vì sao mà bên mình chưa đồng bộ chat trả lời khách hàng với các sàn thương mại điện tử, đồng bộ chat, đồng bộ chat với các sàn thương mại điện tử. À, cái này thì là một câu hỏi nó thuộc dạng là cũng khá là khó trả lời ở chỗ này nha, tại vì nó thuộc về cái policy của các bên với nhau. À, anh thì anh chia sẻ lúc trước là anh làm Shopee á, thì anh được biết rằng nó có một cái policy chặt chẽ và người ta kiểm soát được những cái câu chữ chat với nhau giữa người mua và người bán luôn. Cho nên là họ có những policy. Anh ví dụ một bạn nào đó nói bậy nói tục là Shopee kiểm soát được những cái đó và có thể khóa chat bất kỳ lúc nào. Cho nên rằng cái điều đó anh nghĩ là nó khá là khó để kết nối giữa các partner với nhau. Ok ông bạn bạn Trung ơi, cái này thì nếu mà được thì anh sẽ hỏi lại về cái việc này ha. Tuy nhiên là tại vì có điều là anh có vẻ là anh chưa trả lời xác đáng với em đúng không? Nhưng mà nếu mà được anh sẽ hỏi lại ha. Rồi, về các thao tác như là kết nối các kênh bán hàng như là Shopee, Lazada, TikTok, thì anh demo bằng một cái ví dụ là kết nối với Lazada ha. Cho hai cái kia thì nó tương tự đúng không? Rồi, anh sẽ mời bạn Minh lên demo lại. Em sẽ bỏ qua cái phần kết nối các kênh này lại và em sẽ nói những cái điểm mạnh cũng như là em demo những cái mà từ đồng bộ như anh nhấn mạnh. Ok không? Tự tin lên nè. Những cái điểm mạnh, những cái gì mà mình làm được, em show ra, em nói và em click đến những cái phần đó, anh giới thiệu lại ha. Có em khác không? À, có em khác không? Không, em cứ nói đi rồi ai làm khách tự họ xung tâm rồi. Rồi em giới thiệu bên mình quản lý chấp tình đến như thế nào. Dạ thì hiện tại ở bên em đang hỗ trợ cho ví dụ trước mặt là khách hàng em phải sao cả. Thì hiện tại bên em là đang hỗ trợ cho khoảng các gian hàng trực tiếp, ví dụ như trên website hoặc cửa ra cửa hàng của mình, và sẽ đồng bộ trên các sàn thương mại điện tử bao gồm như Shopee, Lazada, TikTok, GoMua. Thì về cái các gian hàng ở đây á, thì khi mình sử dụng thì chắc chắn là các anh chị phải có tài khoản ở trên các sàn thương mại điện tử. Thì cái việc này để giúp mình đồng bộ lại vào cái GoSell của bên em. Thì về cái phần mà liên kết ấy, thì khi mà anh chị vô cái phần mà mỗi cái sàn thương mại điện tử nó sẽ có cái phần liên kết cho mình, thì mình chỉ việc là vô đăng nhập và nó sẽ tự động đồng bộ lại cho mình luôn. Thì về bên TikTok mình có thể là thêm được nhiều tài khoản và ví dụ như về phần Shopee mình có thể thêm được nhiều tài khoản, mình có thể nâng cấp thêm cái gói tài khoản mình muốn thêm bao nhiêu. Bên
bên bên GoSale người sẽ hỗ trợ cho mình. Ở đây thì mình sẽ xem được thông tin tài khoản của mình có muốn sử dụng tiếp hoặc là mình đăng xuất ra, hoặc là mình có thể đồng bộ các sản phẩm trên Shopee xuống. Thì thao tác rất là đơn giản thôi, mình chỉ việc là kích vào tải sản phẩm từ Shopee xuống thì chỉ vài giây là sẽ đồng bộ lại cho mình. Thì thêm vào đó thì bên đơn hàng bên Shopee thì bên mình cũng đồng bộ. Cái này khi mình muốn đồng bộ ngay lập tức thì mình chỉ cần việc kích vô thôi là sẽ đồng bộ ngay lập tức về cho mình. Thì ở đây mình có thể quản lý được tất cả các sản phẩm của mình. Thì khi mình vô cái phần bên sản phẩm mình xem thì mình có thể là mình xem được các kho hàng ở bên các sản phẩm ở trên Shopee. Ở đây nó sẽ hiện ra những cái logo cho mình nhận biết. Ngoài ra mình có thể xem các kho hàng ở trên các sản phẩm ở trên Lazada hoặc là TikTok. Và ở bên kho hàng thì anh chị có thể là mình khi mà khách hàng người ta mua một cái sản phẩm nào đó ở trên một cái sàn thương mại điện tử thì trực tiếp ở bên bên GoSale nó sẽ trừ vô cái phần kho hàng mình đang có luôn. Thì anh chị chỉ việc là mình vô cái lịch sử tồn kho. Thì anh chị có thể thấy được là tất cả các cái đơn hàng mình đang có nó sẽ tự động nó trừ vào cái kho hàng cho mình. Thì cái này cái phần bên GoSale nó sẽ giúp cho anh chị thuận tiện hơn cái thao tác cho mình, là đỡ phải mình lên xem từng cái sàn thương mại điện tử và mình xem từng cái một. Cái này giúp đồng bộ cho mình về bên sản phẩm và bên kho hàng. Và đặc biệt là về cái đơn về phần đơn hàng á, thì khi ví dụ như anh chị mà có nhiều shop, mình có thể là thay vì mà anh chị mình vô từng shop một để mình xác nhận cái đơn hàng, mình phải đăng xuất cái tài khoản này mình vô tài khoản khác. Thì ở bên GoSale có một lợi thế là mình có thể kết nối tất cả các đơn các shop lại với nhau. Thì tổng hợp lại bên GoSale bên em sẽ quản lý được cái đơn hàng này. Thì qua một cái thao tác thì anh chị chỉ việc vô cái phần đơn hàng và anh chị có thể kiểm tra được tất cả các đơn hàng mình đang có, ví dụ như ở trên Shopee. Thì anh chị chỉ việc là vô trong bộ lọc. Sao cái này không kéo qua được anh? Tại vì Cái phần dưới đây này. Dưới đây là có phần duyệt đúng không anh? mà cái màn hình nó nhỏ quá. Thì cái thao tác đơn giản là anh chị chỉ cần việc là mình vô trong bộ lọc và mình muốn xem cái đơn hàng của bên shop nào thì mình chỉ bấm vô, ví dụ như em xem cái đơn hàng ở bên Shopee, em bấm hoàn tất thì sẽ thấy được những cái đơn hàng mình cần xác nhận hay không và đang trạng thái như thế nào thì sẽ hiển thị ở trên đây hết cho mình luôn. Thì ở đây sẽ đồng bộ tất cả các shop này cho anh chị, giúp cho anh chị cái thao tác nó đơn giản và nó nhanh gọn hơn, là anh chị phải bỏ ra cái công sức anh chị vô từng tài khoản một. Và khi anh chị muốn đăng một cái sản phẩm, giờ để em ví dụ cho anh, mình đăng một cái sản phẩm thì anh chị có thể là mình muốn cái sản phẩm nào mình đưa lên shop, ví dụ trên Shopee hoặc TikTok hoặc là trên GoMua, thì anh chị việc kích vô những cái đồng bộ sản phẩm ở trên đây thì nó sẽ trực tiếp nó sẽ đưa cho anh chị tới một cái chỗ để mình điền thông tin vào những cái shop mình đang cần. Ví dụ như bên Shopee người ta yêu cầu cái gì thì mình điền vào những thông tin của bên Shopee thôi, thì giúp anh chị sẽ thuận tiện cái thao tác mình sẽ đăng sản phẩm hàng loạt lên các trang mạng hoặc là các ví dụ từ trên website đồng bộ lên trên Shopee hay là TikTok cho mình luôn. Và khi anh chị mình muốn thay cái tài khoản, ví dụ như khi mà mình muốn sử dụng mình không muốn sử dụng một cái tài khoản Shopee này nữa thì mình có thể là Làm ông bây giờ định lần bóng Mỹ. thì mình chỉ việc ngắt kết nối với cái tài khoản này thì mình có thể làm đăng nhập cái tài khoản khác hoặc là mình sửa đổi một tài khoản khác cũng được. Ở bên TikTok thì bên em đang hỗ trợ cho mình là được một cái tài khoản.
Thì một cái tài khoản TikTok thì có thể là liên kết được với một cái tài khoản bên GoSell thôi. Còn ngoài ra thì các shop, ví dụ Lazada, Shopee thì có thể liên kết được nhiều tài khoản cho mình. À, bên phần Lazada thì bên cũng là một tài khoản liên kết với một tài khoản của GoSell. Dạ, thì cái phần này sẽ đồng bộ lại hết cho mình về bên cái GoSell, nên giúp sẽ giúp cho anh chị thuận tiện trong quá trình mình thao tác bán hàng và quản lý đơn hàng cho mình. Rồi. Rồi, ok, được rồi. Cảm ơn em. À, cảm ơn bạn Minh nha. Các bạn cho bạn Minh một tràng pháo tay đi. Thường mấy bạn tin mình nói chuyện rất là dứt khoát. Ok, cảm ơn bạn Minh một lần nữa nha. Bạn là người mới, bạn đã trình bày cũng được cả gọi là 90% những gì mà anh mong muốn ha. Tuy nhiên thì khi mình demo với khách thì anh cái này em nói thêm thôi nha, khi mình ngồi đối diện khách thì mình tập trung, mình có cái thần thái mình đang nói chuyện với khách nhiều hơn là giống như là mình đang trả bài, như vậy thì nó sẽ hay hơn. Ok rồi, khi mà ngồi nói chuyện với khách thì mình nên tập trung những cái câu hỏi, đặt câu hỏi với khách để kéo khách vào câu chuyện của mình, thì nó sẽ giúp các bạn có được cái buổi demo mà nó hiệu quả nhiều hơn. À, chứ không phải mình ngồi với khách là mình dạ bây giờ để em trình bày cho anh chị cái thao tác là xác nhận đơn hàng nha, anh chị bấm dày bấm nọ bấm kia đó. Cái đó thì cũng tức nghĩa là theo yêu cầu này là đúng đúng thao tác hết, nhưng mà nó sẽ không 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 thú vị đúng không mọi người? Đó thì ở đây thì là mình chỉnh sửa cái đó thôi. Còn anh tin rằng các bạn về lâu và dài sẽ có một cái sự tự tin nhất định ha. Khi mình có sự tự tin rồi thì các bạn cũng sẽ nhiều khi sẽ giỏi hơn anh Minh nữa, các bạn sẽ nói lâu lát hơn mình rất là nhiều ha. Rồi, cảm ơn Minh nha. Rồi, các bạn ơi, các bạn còn đặt câu hỏi nào cho anh về phần quản lý các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử không? Đúng rồi, hiện tại là chỉ có Shopee và TikTok là mình đẩy từ GoSell lên thôi. Lazada là mình cứ đăng trên Lazada xong mình đẩy về. Mọi người nắm cái này giúp anh ha. Đúng rồi. Nếu mà bạn đang có một sản phẩm có trên Lazada, chưa có ở GoSell, chúng ta là có trên Lazada, chưa có GoSell, mà bạn muốn có trên Shopee nữa, mà bạn lười bóp trên Shopee quá, thì việc của bạn là tải từ Lazada về GoSell, xong từ GoSell đẩy lên Shopee. Okay. Rồi, anh đọc chat để mọi người nắm là cũng cái câu hỏi của bạn là đồng bộ chat á, thì anh Nam là leader của anh á, thì cũng đã check với bên QA là bên mình các sàn chưa sẵn sàng để kết nối cổng API chat với GoSell mình. Còn khi nào có thông tin thì các team mình product sẽ cung cấp thông tin cho tất cả các anh em mình. Ok chỗ này ha. Rồi, còn câu hỏi nào không nữa mọi người? Ủa anh đang mở rồi em thấy luôn hả? À, là bạn em mở hả? Rồi, nếu mà không có câu hỏi nào thêm thì chắc là anh xin phép và kết thúc cái buổi hướng dẫn ở đây. Chúc các bạn một buổi chiều đầy năng lượng, có thêm nhiều đơn hàng. Cảm ơn các bạn.